Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung Audio. Tiếp tục vẫn là test con giải mã sau stream Dash 1. Thì mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe một bài nhạc Việt. Và đây là cái con giải mã với cái tầm giá rất là dễ chịu, 8,5 triệu. Nhưng mà tiếng rất dày và khá vững ha. Thì anh em có thể vừa nghe nhạc hoặc là tận dụng để mà chơi karaoke để cải thiện cái nhạc nền ở trên YouTube nó tốt hơn. Bây giờ mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe bản test nhạc Việt này nhé. Giọt lệ này anh cho em hơn tất cả, giọt lệ sầu em đã giết chọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say, chuyện tình mình say bằng nước mắt. Có bao giờ tan vỡ đâu em, lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ. Nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên, anh xin hôn lên suối tóc nguyện cho anh đi trong mong thần. Từ giờ này anh mong giấc ngủ bình yên. Lời nào buồn trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen mùa màng yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội xa. Còn buồn nào hơn phút chia ly, tìm nụ hôn trao nhau lần cuối. Em hồi người anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều yêu. Càng hẹn hò em suy tư anh thức trắng. Gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn, khi xa em đau buốt tâm hồn. Nghe qua đây đâu cũng là em, và từng hồi ngoài lá rừng cho em hơn tất cả. Giọt lệ sầu em đã giết chọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say, chuyện tình mình say bằng nước mắt. Có bao giờ tan vỡ đâu em, lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ. Nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên,
anh xin hôn lên suối tóc huyền, cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ bình yên. Lời nào buồn trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muộn màng yêu trong vội vàng, chưa cản lời đến đã vội xa. Còn buồn nào hơn phút chia ly, tìm nụ hôn trao nhau lần cuối. Em buồn ngồi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều yêu. Ta nghe nó em suy tư, anh thức trắng gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa em đau buốt tâm hồn, nghe con đây đâu cũng là em. Và từng hồi ngoài hiên lá rừng giải mã sau trên bát một này đến đây thì cũng chung xin tạm dừng. Và nếu như anh em có nhu cầu thì vui lòng bóc điện thoại lên và điện thoại cho Nguyễn Trung, số điện thoại 0934294833. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video test tiếp theo.